Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng Marketing Tái Quang. Thì hôm nay Liêm mới ráp xong cái gọng dẻo ha. À, một cái gọng dẻo dẻo và cái cặp chồng đổi màu cho anh khách hàng ở bên huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Đây. Thì cái gọng nhựa này bằng nhựa UTEM. N1 ha, N1 ở bên Japan. Đây, rất là dẻo nha mọi người. Rất là dẻo nhẹ. Thì mọi người xem rất là dẻo nhẹ luôn ha. Đó. Nó về form dáng nó rất là chuẩn ha, để mình và cái khung gọng mặt gọng này nó rất là lớn, bự lớn để mình ráp cái chồng đổi màu á, thì mình có thể mình đi ra ngoài mình tránh gió bụi luôn, rất là tiện. Thì cái chồng này là cái chồng đổi màu của bên Liêm và nó có chống luôn UV và tia sáng xanh ha. Đa số là Liêm ráp chồng đổi màu, xu hướng là Liêm ráp cho khách hàng chống luôn tia xanh và tia UV để mình sao, để mình có thể mình chống tia UV mặt trời bên ngoài và ở trong nhà mà mình có thể sử dụng những cái cặp chồng này để mình xem điện thoại nè, máy tính nè, rất là nó rất là tốt nha. Đây mọi người thấy mình kinh chiếu vào và nó sẽ lên màu nha mọi người, nó sẽ lên màu tại vì nó sẽ gặp tia UV và tia sắt nên mình khi mà mình ở trong nhà thì nó sẽ trắng trong nha, nó sẽ trắng trong và mình sử dụng điện thoại máy tính nó vẫn trắng trong, trừ khi mình ra ngoài mình ra ngoài nắng á, mình có tia UV thì nó sẽ đổi màu và đổi màu rất là nhanh và đậm. Thì bây giờ Liêm thử luôn cái đổi màu nhanh đậm của cái chồng kính đổi màu bên Liêm nha. Đây chờ Liêm chút xíu đó. Thì Liêm sử dụng cái máy tia UV của mặt trời ha, ở mặt trời mình tạo khoảng mấy giây thôi, đây màn hình khoảng 7 khoảng 10 giây thôi thì nó đã lên màu rất là đậm để bảo vệ mắt của mình khi mình ra ngoài nha mọi người. Đây cực kỳ đậm ha, rất là đẹp. Mọi người coi cái lớp ván ha của cái chồng kính nè, được hoàn thiện rất là đẹp nha. Mọi người thấy rất là đẹp. Đây, và mặt sau luôn nha, nó tránh được hai mặt, mặt trước và mặt sau luôn, đầy đủ. Là mình khi mà một cái chồng kính mà nó tốt và ráp vào một cái gọng kính chất lượng thì mình sẽ xài nó rất có giá trị ha, sẽ xài rất có giá trị và mình sẽ có một cái kính hoàn hảo để bảo vệ đôi mắt của mình, rất là đẹp và thẩm mỹ nữa. Cái chồng kính này thì nó lên màu rất là nhanh và nó xuống, nó ngã màu cũng rất là nhanh. Khi mà mình ví dụ đưa ra ngoài từ ngoài nắng mà mình vào trong nhà thì nó sẽ nhạt rất là lẹ, nhạt lẹ ha, và khoảng một ít thời gian sau thì nó sẽ trắng trong lại giống như là cái lúc ban đầu đầu video mọi người xem. Đó. Thì bên Liêm thì chuyên làm cái chồng đổi màu ha, chồng đổi màu thì nó rất có nhiều màu ha. Thì mọi người có thể cần những cái chồng kính đổi màu hoặc thời trang hơn, thời trang trendy thì theo xu hướng, giống như đổi màu dành cho phái nữ là có thể là đổi màu tím, đổi màu hồng hoặc là đổi màu trà hoặc là đổi màu hậu phách ha, màu lục lam. Thì mọi người có thể liên hệ với Liêm thông qua số Zalo, tùy theo cái sở thích của mình thì mình có thể mình làm những cái chồng kính như vậy ha. Mọi người thấy không, Liêm quay cho mọi người xem và Liêm nói là mọi người thấy nó đã chuyển màu lại màu trắng rất là nhanh ha, rất là nhanh, trắng trong, để mình có thể sử dụng máy tính và điện thoại. Mà sử dụng máy tính điện thoại là nó không có đổi màu nha mọi người, nó là đảm bảo của bên Liêm, và bên Liêm có bảo hành đổi màu là trên một năm nha, trong một năm là nó sẽ đổi màu. Còn nếu không đổi màu thì bên Liêm sẽ thay mới cho mọi người hoàn toàn, và thay mới hoàn toàn rồi. Thì nó sự cam kết của Liêm trong cái chồng đổi màu của Liêm bên Liêm nha. Đó thì mọi người thấy nó đã chuyển về trắng trong ha, và lên màu khoảng tầm mấy giây thôi rồi nó đã lên màu rồi. Rồi thì gọng dừa dẻo ha của UTEM Nhật này. Đây rồi, vậy thì Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Chuẩn bị Liêm đóng gói và Liêm sẽ gửi về huyện Lam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho khách hàng. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng nha.